Đã đến giờ tổ chức lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia đình và toàn thể các đồng chí ổn định vị trí để lễ viếng được bắt đầu. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức lễ tang, điều hành chương trình lễ viếng. Trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng. Thưa gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa đồng bào, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thường trú tại số nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tham gia cách mạng năm 1967, vào Đảng tháng 12 năm 1967. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12, 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội từ khóa 11 đến khóa 15. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có nhiều công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp được đối với Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng thương tiếc và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Sau đây tôi xin công bố danh sách ban lễ tang, ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Danh sách ban lễ tang gồm 35 đồng chí. 1. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban lễ tang. 2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. 5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 5. 6. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 7. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 8. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. 9. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. 11. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 13. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 15. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. 16. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 17. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 18. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 19. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. 20. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an. 21. Đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 22. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 23. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 24. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 25. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 26. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 27. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 28. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. 29. Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 30. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương. 31. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 32. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. 32. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 33. Đồng chí Đào Đức Toàn, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. 35. Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Danh sách ban tổ chức lễ tang gồm 27 đồng chí. 1. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban. 2. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban. 3. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng ban. 4. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. 5. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Nội chính Trung ương. 7. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương. 8. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh,
Ủy viên Trung Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. 9. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. 10. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 11. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 12. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 13. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 14. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. 15. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. 16. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 17. Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 18. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. 19. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. 20. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương. 21. Đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. 22. Đồng chí Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban Điều hành Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương. 23. Đồng chí Nguyễn Huy Đông, Thư ký đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 24. Đồng chí Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an. 25. Đồng chí Nguyễn Văn Thẩm, Cục trưởng Cục Quản trị A, Văn phòng Trung ương Đảng. 26. Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh, thành phố Hà Nội. 27. Đồng chí Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng bắt đầu từ 15 giờ tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu. Ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị vào viếng. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn.
sau đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trân trọng kính mời đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Trân trọng kính mời đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn.
Trân trọng kính mời đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng kính mời đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị.
thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Cộng hòa Cuba chuẩn bị. Sau đoàn Cộng hòa Cuba, mời đoàn Cộng hòa Indonesia chuẩn bị.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Cuba do đồng chí Esteban Lasso Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Cộng hòa Indonesia chuẩn bị. Respectfully invite a delegation from the Republic of Cuba, led by Member of Politburo, Chairman of the National Assembly of the People's Government, Esteban Lasso Hernández, to pay tribute to Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Sau đoàn Cộng hòa Indonesia, mời đoàn Đại Hàn Dân Quốc chuẩn bị. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn nước Cộng hòa Indonesia do ngài Adi Amran Sulaiman, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước Cộng hòa Indonesia làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite a delegation from the Republic of Indonesia, led by Minister of Agriculture, Excellency Andi Arman Sulaiman, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Đại Hàn Dân Quốc chuẩn bị. Đoàn Australia chuẩn bị.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Đại Hàn Dân Quốc do Ngài Han Tắc Su, Thủ tướng, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. We respectfully invite a delegation from the Republic of Korea, led by Prime Minister Special Envoy of the President of South Korea, Han Duck-soo, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chuẩn bị. Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Australia do bà Sulai, Chủ tịch Thượng viện làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Ấn Độ do Ngài Ajit Dovan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. We respectfully invite the delegation from the Republic of India, led by Excellency National Security Advisor to the Prime Minister Ajit Dovan, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chuẩn bị. Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Đoàn Cộng hòa Hungary Dân chủ và Nhân dân chuẩn bị. Đoàn Cộng hòa Vanuatu chuẩn bị. Thank you.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Sĩ chuẩn bị. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân do ngài Laith Ribiwa, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Democratic Republic of Algeria, led by Minister of Veteran Affairs, Laith Ribiwa, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Cộng hòa Vanuatu chuẩn bị. Đoàn Liên bang Thụy Sĩ chuẩn bị.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Vanuatu do ngài Arnon Kien Lamen, Bộ trưởng Tổng trưởng lý làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Republic of Vanuatu, led by Minister Attorney General Arnon Kien Lamen, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Liên bang Thụy Sĩ chuẩn bị. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Liên bang Thụy Sĩ do ngài Alexander Fadel, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from Swiss Confederation, led by State Secretary for Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs Alexander Fadel, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khoa khóa 8 1963-1967 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chuẩn bị.
Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khóa 8 chuẩn bị. Đoàn Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khóa 8 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chuẩn bị. Đoàn Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Thank you.
đoàn Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Đoàn Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị. Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
trên. Có người xếp cho mình đây. Trong lúc này, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, đoàn cựu sinh viên lớp văn khóa 8 1963-1967 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đang vào viếng. Song đoàn Ban Tổ chức Trung ương, đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ban tổ chức Trung ương do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Sau đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương mời Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo, Hội đồng Lý luận Trung ương chuẩn bị. Thank you.
Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ban tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Mời đoàn Liên minh châu Âu chuẩn bị. Sau đoàn Liên minh châu Âu, mời Ban Đối ngoại Trung ương, mời Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia, lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thank you.
sau đoàn văn phòng Tổng Bí thư, mời Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Liên minh Châu Âu do ngài Joseph Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đại diện cấp cao Liên minh Châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the European Union, led by Vice President of the European Commission, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Joseph Borrell.
to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Sau đoàn Ban Đối ngoại Trung ương, mời Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, đoàn Ban Cán sự Đảng, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị.
thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Sau đoàn Bộ Ngoại giao, mời đoàn văn phòng Chủ tịch nước chuẩn bị. Thank you.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn văn phòng Tổng Bí thư do đồng chí Đào Đức Toàn, trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách văn phòng Tổng Bí thư làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ban cán sự Đảng, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Sau đoàn văn phòng Chủ tịch nước, mời Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chuẩn bị.
Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực điều hành công việc Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban điều hành, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Sau đoàn Ban Kinh tế Trung ương, kính mời đoàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ chuẩn bị.
Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ do đồng chí Tiến sĩ Trần Huy Dũng, Phó trưởng Ban thường trực điều hành ban làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thank you.
Kính mời đoàn Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chuẩn bị. Và khoa A11 chuẩn bị. Thưa quý vị, đồng thời với lễ viếng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và tại hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức trang trọng tại quê nhà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau đây là những hình ảnh truyền hình trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hiện nay tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đông Anh
đang vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn do đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, do đồng chí Lê Thế Chuyên, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã làm trưởng đoàn vào kính viếng, xin trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh chuẩn bị. Sau Đoàn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh là Đoàn Công an huyện Đông Anh chuẩn bị. Thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh do đồng chí Thượng tá Phạm Công Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm trưởng đoàn vào kính viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tiếp tục diễn ra trang trọng, thành kính tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, chúng tôi xin được tiếp tục chuyển tới quý vị những hình ảnh truyền hình trực tiếp tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sẽ tiếp tục đến 22 giờ ngày hôm nay, 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ chiều mai, ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày mai, 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau 18 giờ ngày hôm nay, Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNEID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.